sẽ đến bưu điện đến bốc hàng anh em nhé đấy chiều nay mùng 4 tháng 1 năm 2024 đấy nhà em một đống một, một lô đây ui trời ơi xe này đầy như này là chắc là không có chỗ chứa đâu không, không chứa đủ đâu anh em nhé ok 3 này 4 5 6 này, 7 8 9 10 11 12 13 14 Úi trời ơi 20 đơn này anh em ạ à. anh em nhé rất 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 nhiều rất nhiều ác quy này Investor này biến tần này những cái thiết bị năng lượng mặt trời anh em nhé ok để em xếp hàng lên xe đã À vâng, xin chào anh em đang xem kênh điện mặt trời Hải Đăng thành phố Thái Nguyên. Em vẫn đang sẵn kho hai miền Nam Bắc nhé, pin Nongji 450W nhé, giá 1 triệu 7 một tấm anh em nhé. Bận quá các bác ạ, đến tận tối thì mới có thể lên video này để để mà câu chuyện với các anh em được. Thế thì tối nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một cái uh, bộ combo, combo rất là phù hợp anh em nhé. Mình có thể nấu cơm được, chạy điều hòa được hoặc chạy các thiết bị trong nhà trong khoảng 4.200W ok anh em nhé. Đấy hiện tại hiện em đang cắm nồi cơm này nồi cơm đang sôi sôi rất to luôn này anh em này đấy anh em có thể nhìn thấy nó sôi rất lớn nữa nhá nồi cơm này nó đang ăn điện bao nhiêu watt thì ở trên này mình thấy hiện hết này đây này 700 747 watt 747 watt nhé và không ăn điện lưới một tí nào luôn đây lấy có điện lưới có 4,2 watt thôi đấy, lấy điện lưới có 4,2 watt thì không đáng kể 4 watt thì tính gì đúng không đấy đây là nó lấy từ cái ổ điện lưới vào này qua cái côi này này cái này là bù điện lưới này Đấy, bù điện lưới còn uh, từ trong kia thì đi ra. <laughs> ok. Và nó rất là xứng đáng anh em nhé. Đấy. Lấu một nồi cơm đến 800 W mà cái điều hòa bình thường anh em mình uh, sử dụng uh, 9000 BTU thì nó cũng chỉ với 5 600 W 800 W thôi, chứ cũng không đến quá nhiều đâu. Đấy, anh em thấy chưa? Nếu mà nấu cơm được thì mình khỏi điều hòa mà có thể là chạy được cả hai cái, nhưng mà trong trường hợp là phải có nắng để phụ hỗ trợ. Còn đây bây giờ buổi tối. Em đang đấu lối như này nhá. 4 bình chin i8 loại 20.3 AH anh em này. 4 bình chin i8 AH. Em để bên cạnh này 2 bình để ví dụ như để anh em có nữa thì lối thêm vào anh em nhé Lối thêm được lối tiếp bình bình dưới kia mấy bình này. Sau đó là trụm chung các cái đầu dương lại, trụm chung các đầu âm lại. Như vậy là mình có càng bao nhiêu bình cũng được. Như cái này khuyến cáo anh em mình dùng khoảng 12 bình anh em nhé Máy này khuyến cáo anh em dùng 12 bình. Thì tức là như vậy là có 6 cặp. Mỗi cặp 20 AH thì nó rơi vào 120 AH. 12 bình thì là rơi vào 3 thùng. 3 thùng và mỗi thùng là 2 triệu thì 3 thùng nó mới chỉ có 6 triệu thôi anh em nhé Đấy, 6 triệu thì mình sử dụng với lại cái biến tần này. Vâng, cái này thì 6 triệu anh em nhé 6 6 triệu cho 3 thùng mình quy cộng với lại cái biến tần này là 6 triệu 900 000 và biến tần này thực được bảo hành 1 năm anh em nhé Đấy, mang thương hiệu Evo 4200. Ok, thì một lát nữa thì sau khi mà Uh, em uh, rút cái lời cơm này ra thì em sẽ quay cái thông số cho anh em xem đấy mấy quy đây vẫn còn nhiều đây anh em nhé đấy chỗ này nó còn đến uh, khá nhiều đấy 450 bình đấy thì uh, quy này thì nó cũng có thể phù hợp đối với anh em mình đấu lối xe đạp điện xe máy điện và lưu trữ năng lượng mặt trời cái này thì độ lưu trữ của nó khủng khiếp lắm uh, 20.3 h nhưng mà nó là dung lượng thực và um, nó là hạt dạng gheo anh em nhé với lại công nghệ graphite đấy quay trở lại với lại cái con Evo 4200 này thì uh, con này nó được thiết kế là khá là chi tiết chất chắc chắn nó không như cái ông uh, ông 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 uh, Fuji mà cái cầu đấu của nó anh em nhìn cũng đã chắc chắn hơn rất nhiều anh em nhé cầu đấu của nó đúc luôn đấy thế còn là uh, cái cái này thì nó có thêm một chức năng nữa với giá tiền 6 triệu 900 nghìn và nó có cả chức năng hòa lưới tức là sau này anh em mình lắp bán điện anh em nhé lắp bán điện thì nó hoàn toàn có thể là đủ hồ sơ để bán điện cho điện lực với giá không đồng nếu như mà điện lực nó có chương trình kế hoạch là nó sẽ mua Thế thì đây em sẽ em sẽ sẽ, sẽ nhấc nó lên để, để 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 cho anh em xem cái thông số của máy cho nó chi tiết cụ thể anh em nhé máy thì vẫn đang chạy em nghiêng để cho anh em xem nhưng mà vẫn phải phải giữ cái cách điện anh em nhé không là nó giật Đấy, 100% cái máy này mà đi trên đất mà sờ vào máy vỏ máy là sẽ bị giật tất cả các máy mặt trời đều như thế. Đây. Inverter Changer. Model lên là AL SC Evo 4200. Tên của nó cứ gọi tắt nó là Evo 4200 anh em nhé. Con này thì nó chạy hệ 24V. Đấy. Tấm pin của nó vào là từ 60 đến 450V. Đấy, PV input, voltage, Changer đấy. 60 đến 450V tức là hai tấm anh em có thể chạy được hai tấm đôi lối tiếp nhé đến khoảng 6 tấm 450W ờ, cái con này thì nó lại có hai đặc biệt của nó là nó có hai đường ra anh em nhé hai đường ra hai cổng AC, AC ra kìa à, ờ, main out cái cổng main out là cổng chính còn cái cổng second out là cổng phụ cổng AC in là cổng bù lưới cổng phụ để làm gì anh em nhé cổng phụ để cho rằng nếu trong trường hợp quá tải này chập mạch này ngắn mạch này các kiểu căn đờ điểu trên đời nhé thì cái cổng mà xe cần ấy nó vẫn ra điện đấy trên này nó sẽ ghi thông số này cái cổng mà xe cần ấy là nó ra 1.400w ra 1.400w để làm gì ạ trong trường hợp máy bị lỗi bị báo lỗi nhảy dơ le thì cái mạch chính của nó ngắt nhưng cái mạch phụ của nó vẫn ra điện 220 để làm gì ạ để duy trì những cái thiết bị cần thiết anh em nhé Chẳng hạn như là camera, chẳng hạn như là máy sụp cá Thì nếu mà uh, Máy nó không may mà nó ngắt ra ấy, thì có một cá không có oxy thì cá lỗi Nhưng mà uh, Con máy này thì nó vẫn có cái cổng Shaken ấy để nó duy trì cái nguồn điện Nguồn điện liên tục Cho những cái thiết bị quan trọng, anh em có thể đấu vào cái cổng đấy Nhưng mà tất nhiên là cái công suất của nó là nhỏ hơn 1.400w, anh em nhé Đấy Con này thì nó Nó, 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 nó chạy hệ 24 24V nó chạy đến tối đa khoảng 28 2 dưới 28 V. Đấy khoảng từ 20 23 đến 28 V. Đấy. À, điện áp ra là 230 V. Đấy. Ờ à, max input dòng dòng điện vào là tối đa là 30 A. Đấy. Điện của sạc của tấm pin mặt trời là tối đa là 100 A. Đấy. Bình ắc quy là sử dụng hệ 24 V. Ok. Uh, con này thì maximum uh, solar charging chan là 120A, sạc, sạc, sạc tấm pin mặt trời là 120A Tối đa mà cấp tấm pin vào cho nó chạy là 6200W Thế anh em mình cấp được khoảng 8kW à, 8 tấm, 8, 4, 3, 2 8 tấm đến 10 tấm thì con này nó vẫn yêu hết anh em nhé Đấy, thì mình cứ đấu lối tiếp 8 tấm vào là hợp lý cho con này đấy Công tác ở bên phải sườn Con này được trang bị... Uh, lọc bụi anh em nhé Đấy, màn hình rất là đẹp và nó có một chức năng là hòa lưới anh em mình sau này bán được điện thì có thể là liên hệ với điện lực để để bán điện thì mình hòa lưới để mình bán điện với giá không đồng và còn đâu thì cho nhưng mà con này cái chức năng đấy cũng không cần thiết lắm vì bán mà không được tiền thì bán làm gì mình tắt luôn cái chức năng bán điện đấy đi sau đó là mình sạc bình thừa điện mình sạc bình còn không còn thừa nữa thì bỏ luôn chứ cũng không cần phải bán với cái giá không đồng như thế là nó cũng thể lãng phí anh em nhé đấy mình có thể đấu lối như thế này Bình số 1 đấu với bình số 2 Sau đó chụm chung các điểm âm vào Các điểm dương lại chung lại Đấy Mình có thể đấu nhiều bình anh em nhé Tối thiểu thì con này khuyến cáo Thì cũng phải lên lắp 3 thùng bình 3 thùng mỗi, mỗi bình là 40 hộp Mỗi thùng 4 bình Thì như vậy là cần 12 bình quy Đấu lối tiếp một bình với một bình Còn đó sau đó là chụm chung các cái điểm dương lại Đấy Giống như cái bình kia em để đấy Để các bác hình dung tiếp tục Tiếp tục Tiếp tục bình dưới đến đây Xong bắt đầu tiếp tục sang ngang Đấy nhiều nữa cũng vẫn được ok thoải mái ok anh em nhé với cái máy này thì em thấy là xứng đáng với tầm tiền xứng đáng với chất lượng đấy bảo hành một năm giá 6 triệu chín anh em nhé có thể là nấu cơm bật quạt bật bơm nước dưới một w thoải mái anh em nhé đấy thì là là, là là cái chức năng của nó như thế hiện tại thì em cũng quá là nhiều việc mà ban ngày thì mùa đông của em không có nắng nên lúc nào hôm nào có nắng thì em sẽ quay chi tiết cụ thể để anh em mình có thể tham khảo được thêm một cái chức năng nữa đó là À, chức năng mà bù lưới, hòa lưới luôn, Đấy lấy ắc quy luôn, độc lập luôn, thì à, để có các cái, cái, cái phương án so sánh phù hợp với lại tầm tiền của từng người cũng như là cái nhu cầu sử dụng anh em nhé. Rồi, ok anh em, xin chào anh em.